Dịch COVID-19 bùng phát và kéo dài trong thời gian qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế xã hội nước ta. Trước tình hình đó, ngày 11 tháng 10 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 128 quy định tạm thời về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, kịp thời có các giải pháp tích cực tháo gỡ khó khăn trước mắt, trong đó có nhiều nội dung quan trọng. Căn cứ theo quy định này, các địa phương phải điều chỉnh cho phù hợp, linh hoạt với tình hình cụ thể của khu vực mình theo cấp độ. Cấp 1, nguy cơ thấp, bình thường mới tương ứng với màu xanh. Cấp 2, nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng. Cấp 3, nguy cơ cao tương ứng với màu cam. Cấp 4, nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ. Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 128, Bộ Giao thông Vận tải đã có quyết định số 1812 ban hành hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực: đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Quy định này đã tạo điều kiện mở cửa thông thương hàng hóa, giúp các doanh nghiệp vận tải sớm khôi phục hoạt động trở lại. Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 128, các địa phương đã nhanh chóng chuyển trạng thái thích ứng bình thường mới. Dù vậy, một số địa phương vẫn áp dụng theo cách riêng. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một tháng mở lại hoạt động vận tải hành khách gắn với nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 và bảo đảm phát triển kinh tế xã hội, các nhà ga, bến xe đã quay trở lại hoạt động. Tuy nhiên, vắng khách vẫn là tình trạng chung khi các địa phương có cách kiểm soát dịch bệnh khác nhau và điều này đang tác động không nhỏ đến hoạt động vận tải. Bến xe Gia Lâm những ngày cuối tháng 11. Các quầy vé vắng khách, nhiều gian bán vé đóng cửa do không có chuyến vận tải nào hoạt động tới này. Chưa bao giờ các bến xe đầu mối trung chuyển kết nối giữa thủ đô với các tỉnh khu vực phía Bắc lại điều hưu đến thế. Trước đây thì có một ngày chúng tôi có khoảng trên 500 lượt xe xuất bến, nhưng cho đến thời điểm hiện tại thì cũng chỉ có chưa đến 100 xe. Nhà xe này chạy tuyến vận tải đường dài từ Hà Nội đến Móng Cái và ngược lại. Bình thường có 4 xe hoạt động, nhưng nay chỉ duy trì có 1 xe. Mặc dù nhà xe thực hiện chở 50% số hành khách, thế nhưng lượng khách cũng rất ít, chưa đầy 20%. Bên cạnh việc các hành khách e ngại dịch bệnh, còn có một nguyên nhân là các địa phương có biện pháp phòng chống dịch ở mức độ khác nhau, nên việc đưa đón khách gặp không ít khó khăn. Giả sử như là mình xe Hà Nội, là mình thuộc không thuộc vùng xanh phải không? Hà Nội thuộc bây giờ hiện tại là Hà Nội thuộc vùng 2. Thế còn bọn anh thì trước ở Quảng Ninh thì là vùng xanh. Còn anh đi lại, đi lên Hà Nội thì dễ, nhưng mà từ Hà Nội đi về là rất khó khăn. Thế hành khách đi thì không hoang mang, là không biết là mình từ Hà Nội về, hoặc là giả sử như dọc đường xe các chốt ấy, các thuộc của tỉnh Quảng Ninh hoặc tỉnh Hải Dương, hoặc người ta có cho vào hay không. Thế hay là về nhà, trước khi mình đi lên xe rồi đi về có phải cách ly hay là như thế nào không thì do dân hoang mang sợ, nên người dân người ta không dám đi. Theo thống kê của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, mặc dù vận tải hành khách đã được khôi phục, nhưng các tuyến vận tải khách chỉ hoạt động khoảng 20% so với trước đây, thậm chí có những bến xe hoạt động chỉ bằng 5-7% so với trước. Một nguyên nhân được chỉ ra là do nhiều địa phương có những quy định phòng dịch khác nhau, nhiều nơi còn chưa mở cửa trở lại hoạt động vận tải hành khách. Ví dụ như một số tỉnh như là tỉnh Bắc Giang, suốt từ 24 tháng 7 năm 2020, cho đến thời điểm hiện tại cũng đóng và chưa cho tất cả các cái xe tuyến liên tỉnh hoạt động trở lại. Ngoài ra thì một số các cái tỉnh khác như là Hải Phòng, Quảng Ninh thì hiện nay thì cái mật độ xe hoạt động trở lại với cái tần suất là cũng chỉ từ 5-7% so với cái đăng ký mà hoạt động với ký hợp đồng với công ty cổ phần bến xe Hà Nội. Dịch COVID-19 không chỉ ảnh hưởng đến tần suất hoạt động và việc mở cửa trở lại của các tuyến vận tải hành khách, mà giá xăng dầu cũng là yếu tố liên quan trực tiếp đến hoạt động vận tải, bởi trong cơ cấu giá thành sản phẩm, giá xăng chiếm 35-40%. Giá xăng trong nước đã tăng giá cao nhất trong vòng 7 năm theo đà tăng của giá dầu thế giới do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng năng lượng thế giới. Mức tăng giá nhiên liệu sẽ tác động thế nào tới hoạt động vận tải đang còn vô vàn khó khăn từ đại dịch? Nhà xe này trước đây chạy 46 chuyến một ngày,
Thời điểm này khi giá xăng tăng cao chỉ còn duy trì khoảng 1/4 số xe hoạt động, lượng khách vắng, giá xăng dầu tăng cao đang là những khó khăn bủa vây doanh nghiệp vận tải. Thời gian thì vẫn đảm bảo cho khách hàng đi đến giờ đúng giờ. Nó chỉ hơi bất tiện một cái là ít xe hơn ngày trước thì lại phải trong một thời gian là 2 tiếng một chuyến thì lại phải chờ. Vâng, thì cái đấy thì nó nếu như không kịp giờ thì lại thành mất nhiều thời gian quá. Khách thì bây giờ đi rất là vắng. Đấy, công ty cũng đang rất là gồng mình lên để cố gắng. Nói chung là việc giá xăng là ảnh hưởng rất lớn đến doanh nghiệp. Còn công ty thì cái giá vé thì vẫn thế thôi. Còn tôi đi từ vùng 1, vùng 2 chẳng hạn, thì vùng 2 cấm hoặc sang vùng xanh, với vùng xanh thì mới được, phải không? Nhưng bây giờ hoàn toàn như thế thì lại không được. Bây giờ dân tình hoang mang là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là giá xăng dầu bây giờ nó lên quá cao rồi. Cho nên cái lượng xe, tất cả các nhà xe là nghỉ hết. Thế còn một mình nhà tôi thì cũng cố gắng đi nhưng mà cũng không ăn thua. Sau nhiều tháng dừng hoạt động, doanh nghiệp vận tải taxi này bắt đầu hoạt động trở lại. Bên cạnh việc thu hút nguồn lao động thì việc tăng giá cước là câu hỏi còn nhiều băn khoăn bởi giá xăng tăng cao đang đẩy doanh nghiệp vào khó khăn chồng chất. Cái giá xăng chưa bao giờ nó cao trong 7 năm trời vừa qua, lại cao như thế. Thì với cái giá thành của taxi, trong đó cái đầu vào lớn nhất là xăng dầu chiếm một cái đầu vào, tức là cái tỷ lệ nó rất cao. Thì đứng trước khó khăn đó thì chúng tôi đang nghiên cứu liệu có cần tăng giá hay không. Thì chúng tôi vẫn đang rất là khó khăn để đưa ra quyết định. Nếu mà không tăng giá thì anh em chạy, cái lãi suất nó rất thấp. Đấy, đã phải chi phí rất lớn rồi, phải thêm cái xăng này nữa thì rất thấp. Nếu mà tăng giá, không khéo người hành khách, người tiêu dùng lại quay lưng với chúng tôi. Do đó đến giờ phút này chúng tôi đang tính toán thôi, chứ cũng không dám là tăng giá. Vận tải hàng hóa cũng nằm trong những khó khăn thách thức không nhỏ khi giá xăng dầu chiếm tới 40% cơ cấu giá sản phẩm. Hàng loạt các doanh nghiệp đứng trước nguy cơ đình trệ. Hậu giãn cách thì nói chung chúng tôi doanh nghiệp vốn đã khó khăn rồi, bây giờ cộng thêm cái chi phí giá xăng tăng, nó cũng khiến chúng tôi khó khăn thêm rất nhiều. Bản chất của việc giá xăng thì tôi không hiểu tại sao nó tăng rất nhiều lần rồi. Trước đã tăng thì bây giờ lại tăng cao, thậm chí còn tăng cao trong vòng 7 năm nay, giá xăng đang tăng cao nhất. Đây là khiến cho cái chi phí của doanh nghiệp chúng tôi đang bị đội lên, từ chi phí nguyên vật liệu đầu vào liên quan đến việc vận chuyển, và trong khi đó giá bán đầu ra của chúng tôi thì là giá niêm yết cố định, không được tăng. Doanh thu thì sau giãn cách thì doanh thu đang rất là thấp, thậm chí gần như không có. Theo đánh giá của các chuyên gia, các doanh nghiệp vận tải là một trong những nhóm chịu ảnh hưởng trực tiếp từ việc tăng giá xăng dầu. Trong khi quy mô dịch vụ vận chuyển logistics ở Việt Nam chiếm khoảng 20% GDP, cao gần gấp đôi các nền kinh tế phát triển. Vì thế cũng gián tiếp ảnh hưởng đến tốc độ tăng giá hàng hóa. Cái chi phí xăng dầu á, nó chiếm một cái tỷ trọng lớn nhất trong cái cơ cấu giá thành về vận tải. Thế thì nó chiếm khoảng độ 35%. Thế và trong cái chi phí logistics đó đấy, thì theo nhiều cái nghiên cứu có đánh giá là cái chi phí về vận tải đường bộ đấy là chiếm khoảng 60%. Do đó cho nên là các cái yếu tố mà điều chỉnh về cái chi phí đầu vào của vận tải đấy là nó sẽ có cái tác động trực tiếp đến cái chi phí lưu thông hàng hóa. Và đương nhiên đấy là nó sẽ có tác động đến cái giá cả trên thị trường. Về cái hoạt động vận tải hành khách đấy là sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều về cái tiến độ hồi phục cái hoạt động của vận tải hành khách trong cái thời gian cuối năm. Bước vào tháng cuối cùng của năm 2021, khi tình hình dịch bệnh còn nhiều diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến hoạt động kinh tế xã hội nói chung và vận tải nói riêng, rất cần sự phối hợp giữa các ban bộ ngành liên quan trong kiểm soát, đồng thời hỗ trợ tạo điều kiện cho doanh nghiệp vận tải quay trở lại hoạt động. Bởi chỉ có thông thương mới có thể phát triển kinh tế xã hội, không để đứt gãy chuỗi cung ứng, linh hoạt với những nơi có cấp độ dịch khác nhau. Chuỗi vận tải hàng hóa phải được duy trì bằng mọi cách, đồng thời chủ động xây dựng các phương án phù hợp với điều kiện thực tế, đặc biệt là tại các khu vực cảng Hải Phòng, Cát Lái, Cái Mép Thị Vải, Đồng Nai, Quy Nhơn
vốn là các khu vực đầu mối xuất nhập khẩu hàng hóa. Trước cái diễn biến phức tạp của dịch bệnh, thì hoạt động của các cái cảng của chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Và hiện nay thì Bộ trưởng cũng đã chỉ đạo cho các cái đơn vị của Bộ xây dựng ngay các cái phương án, các cái kịch bản cho vận tải hàng hóa và hành khách, trong đó có cái hoạt động của các cảng biển để phục vụ cho cái giai đoạn tới. Tuy nhiên thì tôi cũng cho rằng là cái tăng trưởng nó cũng không thể nhanh ngay được. Và có lẽ là cái tốc độ tăng trưởng năm nay cũng sẽ thấp hơn so với những năm trước. Có thể chỉ ở vào tổng cộng cả năm chỉ ở vào khoảng từ 7-8% tăng trưởng hàng hóa thông qua cảng biển. Đường sắt cũng cần có những phương án tổ chức vận tải hành khách, bảo đảm thích ứng linh hoạt trong điều kiện thực tế. Tàu chúng ta có thể chủ động bố trí những người từ vùng đỏ, chúng ta có toa riêng để cho họ. Thế rồi là trên quá trình vận tải chúng ta phát hiện những người có biểu hiện có thể là nhiễm virus thì chúng ta có thể đưa vào họ vào phòng riêng để chúng ta cách ly, đảm bảo an toàn cho người còn lại. Chúng ta tổ chức đón tiếp từ ga cũng như là đến ga đi và ga đến thì chúng ta cũng đều có danh sách để chúng ta báo cho địa phương. Đấy, cũng như là cái thuận đi lại của người dân thì về thủ tục thì rất là thuận lợi. Khi dư địa vận tải hành khách giảm, ngành đường sắt chủ động chuyển hướng chú trọng vận tải hàng hóa nhằm giảm tối đa tác động tiêu cực từ dịch bệnh. Cùng với đó, tập trung công tác duy tu bảo trì hệ thống hạ tầng đường sắt để nâng cao năng lực thông quan của khối lượng hàng siêu trường siêu trọng. Do cái nhu cầu vận tải hàng hóa tăng, nhưng mà một phần là cái dư địa của vận tải khách nó giảm đi. Và ngay từ năm 2018-2019 thì tổng ty đã định hướng là tập trung vào vận tải hàng hóa để nó bù đắp dần cái phân khúc vận tải hành khách mà nó càng ngày càng hẹp dần đối với lại đường sắt. Do vậy thì cái vận tải đối với lại hàng hóa trong nước thì chúng ta chuyển dần sang hình thức container hóa. Đấy, để nó giảm cái chi phí xếp dỡ cũng như thời gian xếp dỡ hai đầu thì nó cũng góp phần cho làm tăng cái sản lượng vận tải trong cái năm 2020-2021 vừa qua. Đối với lĩnh vực hàng không, để tăng cường kiểm soát những người về từ các tỉnh, thành phố có ca mắc COVID-19 cao qua đường hàng không, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục chỉ đạo các đơn vị làm việc tại cảng hàng không, cảng vụ hàng không, các hãng hàng không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy tắc 5K của Bộ Y tế, đảm bảo 100% hành khách đi máy bay thực hiện khai báo y tế đầy đủ trên ứng dụng PC COVID và kiểm tra khai báo y tế nghiêm ngặt, thông báo danh sách hành khách kịp thời tới đầu mối các địa phương, đồng thời từng bước mở lại đường bay quốc tế sau gần 2 năm đóng cửa. Chúng ta từ quan điểm là be bờ đắp đất, ngăn sóng dữ, tức là dịch bệnh từ bên ngoài vào, thì chúng ta đã chuyển đổi. Chúng ta đã không còn cái thoát đi ra khỏi khái niệm là Zero Covid, mà chúng ta phải sống chung với Covid. Và một cái quan điểm rất là mạnh mẽ của nhà nước, của Đảng, nhà nước và chính phủ chúng ta, đó là chúng ta linh hoạt thích ứng với dịch bệnh để chúng ta phát triển kinh tế. Thế thì cái kế hoạch của Bộ Giao thông Vận tải báo cáo Chính phủ xuất phát từ thực tiễn, xuất phát từ kinh nghiệm của các nước, xuất phát từ đòi hỏi của cuộc sống để có thể tái lập lại các cái chuyến bay chở công dân, chở khách nước ngoài đến Việt Nam vì nhiều mục đích khác nhau, đó là đầu tư, đó là ngoại giao, đó là nghiên cứu thị trường, thương mại và đặc biệt nữa là du lịch. Chủ động và giải quyết những vấn đề thuộc ngành quản lý, kịp thời đôn đốc các địa phương, các đơn vị trong ngành thực hiện thống nhất đúng chỉ đạo của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế nhằm tạo điều kiện cao nhất để vận chuyển lưu thông hàng hóa. Đây là nhiệm vụ quan trọng được đặt ra đối với ngành giao thông vận tải. Tuy nhiên, trước những tác động tiêu cực từ đại dịch COVID-19, câu chuyện lưu thông vận tải hàng hóa và hành khách vẫn còn đứng trước muôn vàn khó khăn.